kinh Phước Đức. Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành xá dệ, tại tu viện cấp cô độc, trong giường kỳ đà. Hôm đó, trời đã vào khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm người, hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả giường cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vì thiên giả xin tham vấn người bằng một bài kệ. Thiên và nhân thao thức, muốn biết về Phước Đức, để sống đời an lành. Xin Thế Tôn chỉ dạy và sau đây là lời đức thế tôn lánh xa kẻ xấu ác được thân cận người hiền tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất sống trong môi trường tốt được tạo tác nhân lành được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất có học có nghề hay biết hành trì giới luật biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất được cung phụng mẹ cha yêu thương gia đình mình được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất sống ngay thẳng bố thí giúp quyến thuộc thân bằng hành xử không tỳ vết là phước đức lớn nhất tránh không làm điều ác không say sưa nghiện ngập tin cần làm việc lành là phước đức lớn nhất biết khiêm cung lễ độ tri túc và biết ơn không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất biết kiên trì phục thiện thân cận giới xuất gia dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất sống tinh cần tỉnh thức học chân lý nhiệm màu thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất chung đụng trong nhân gian tâm không hề lay chuyển phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất ai sống được như thế đi đâu cũng an toàn tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân